Trong những ngày qua, nhiều nguồn tin xác nhận huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ là tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Về phần mình, dù chưa chính thức lên tiếng, nhưng phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng không phủ nhận điều này. Trước thông tin nói trên, phía truyền thông Hàn Quốc đã có những đánh giá về vị chiến lược gia này và cho rằng ông hoàn toàn phù hợp với bóng đá Việt Nam. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ giúp bóng đá Việt Nam vượt qua được giai đoạn khó khăn trước mắt. Trong quá khứ, huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào. Tuy nhiên, ông lại khá thành công khi nắm quyền ở câu lạc bộ Yeonbuk Hyundai Motors. Trong 3 năm làm việc với đội bóng Hàn Quốc, ông đã đem về một chiếc vô địch college cùng một cúp FA Hàn Quốc. Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng nhận danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất college 2021, huấn luyện viên xuất sắc nhất Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc 2021 và huấn luyện viên xuất sắc nhất Cúp Quốc gia Hàn Quốc năm 2022.